Thưa quý vị và các bạn, thành phố Phú Quốc có hơn 30.000 người lao động từ các tỉnh thành phố trên cả nước đến sinh sống và làm việc. Trong đó có nhiều gia đình có con em trong độ tuổi đến trường. Để tạo điều kiện đảm bảo trẻ em được đến lớp, thành phố Phú Quốc đã tổ chức rà soát tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ huynh học sinh cho con em mình được ra lớp đúng độ tuổi. Là một trong những trường trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả công tác huy động trẻ đến trường, hàng năm ban giám hiệu trường tiểu học Dương Tơ 1 đã triển khai kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 đúng độ tuổi trong địa bàn ra lớp. Đồng thời áp dụng nhiều cách làm hay như ngoài việc rà soát nắm tình hình số lượng học sinh, còn phân công thầy cô giáo tìm hiểu hoàn cảnh gia đình từng em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, tạm trú từ nơi khác mới chuyển đến để có hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh vận động các cái mạnh thường quân trên địa bàn để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ em nào thiếu sách giáo khoa thì vận động sách giáo khoa, em nào thiếu quần áo thì vận động quần áo, và nhà trường cũng kiên quyết là không để học sinh có học sinh bỏ học với bất cứ hoàn cảnh lý do nào. Nhà trường giúp đỡ nhiều lắm, khi cho tiền bé, hỗ trợ cho tiền bé rồi cho sách vở rồi cặp đồ với sổ sách. Giúp đỡ cho gia đình em nhiều lắm. Ông Đỗ Văn Tuân, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Phú Quốc cho biết, Phú Quốc có lượng học sinh ra lớp hàng năm khá lớn, không ổn định. Nguyên nhân chính là có nhiều lao động tự do từ nơi khác đến sinh sống và làm việc. Tính từ đầu năm học đến nay, Phú Quốc đã huy động hơn 2.000 trẻ em đúng độ tuổi đến lớp. Mặc dù số em học sinh ra lớp tăng mạnh, quá tải tại các trường học, nhưng Phú Quốc vẫn đảm bảo trường lớp điều kiện học tập cho các em. Ngay từ trong hè, chúng tôi đã có sự chủ động cho đi phúc tra trình độ văn hóa của tất cả các địa phương để nắm các cái danh sách, rà soát toàn bộ các danh sách trẻ mầm non, để tiểu học cũng như là trung học cơ sở. Tới đến thời điểm này thì nhìn chung tỷ lệ huy động là đạt khoảng là trên 90 đến 95%, có nơi thì đạt 100%, là cố gắng làm sao mà huy động trẻ là 100% ra lớp. Mặc dù năm học mới đã bắt đầu gần một tháng qua, nhưng các trường tiểu học trên địa bàn vẫn đang tiếp tục rà soát và tạo mọi điều kiện cho phụ huynh, cho trẻ đến lớp. Học sinh địa phương khác chuyển đến được nhập học nhanh chóng, quyết không để trẻ em thất học, học sinh bỏ học giữa chừng.